Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để làm những cây như thế này nè. Thấy không? Nó thẳng lại nha anh em. À, đây ha Thì anh em. này với kinh nghiệm của mình. Đó, đây là hiện trạng ba cái cây mà sau khi mình nó uống mà mình phơi nắng được một ngày nè. Hôm nay mình sẽ có mấy cây như thế này nè anh em. Anh em thấy không? Đây là những cây đốt cửa nha anh em. Nó thì những cây đốt này của mình là nó khô rồi. Đó, thì như anh em biết đó là cái cây đốt cửa như thế này thì mình xài không có được nha anh em. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để làm những cây như thế này nè. Thấy không? Nó thẳng lại nha anh em. Thì những cái cây mà nó khô rồi như thế này nè. Anh em biết cây này của mình rất là khô anh em. Nó thì mình sẽ đi ngâm nước cho nó ướt. Rồi bắt đầu mình sẽ uống nha anh em. Rồi thì anh em mà có một cái hào cái ao của Dũng gì đó, đục nguyên cây này xuống nước luôn, ngâm khoảng vài tiếng đồng hồ nha anh em. Đó, ngâm một thời gian đi, khoảng vài tiếng đồng hồ, nửa ngày cũng được ha. Rồi bắt đầu mình đem ra mình uống. Rồi bắt đầu giờ mình sẽ đem đi ngâm anh em ơi. Mình sẽ đem những cái cây này mình quăng xuống Dũng luôn. Rồi mình sẽ sau khi khoảng mình ngâm khoảng nửa ngày rồi mình vớt lên mình uống nha anh em ha. Đây nè anh em, đó, mấy cái cây này mình đã ngâm được mấy tiếng đồng hồ rồi anh em thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ trộn cái cây công chữ S này nè anh em, cây ngoài cây mài bìa này nè. Mài bìa này anh em thấy không? Đó, mình sẽ lấy nét anh em vào nó. Thấy không? Nó công chữ S ha. Mình sẽ chọn cây này để mình uống nó thẳng cho anh em coi ha. Thì thẳng là so dưới mình thôi nghe anh em. Giống như nó đang cuốn nó đang công chữ S nè. Thấy không? Đang công chữ S nè, mình sẽ cuốn sao cho nó cong sẽ là cong đều hết anh em, cong đều để mình dễ làm ha, chứ mà hồi mà để mà thẳng như những cái cây thẳng băng luôn thì không không được anh em ha. Mình sẽ sửa lại cho nó cong đều để mình có thể làm việc được thôi nghe anh em. Đó, đang cong chữ S nè. Nó thì anh em thấy cái đoạn này cong chữ S nè, cái đoạn đằng kia đó không, mình sẽ sửa cái đoạn đằng kia cho cái đầu nó ngã qua bên đây nữa là cái cây mình thành cong đều ha anh em ha. Rồi thì cái đoạn cây mà anh em cần sử dụng á nó sẽ dài bằng cái khoảng cong này nè, nên thấy cái khoảng cong này không đó. Bây giờ mình sẽ kéo cái thằng giữa này lên nghe nè đó, để cho cái đầu này nó ngã qua đây là nó là được. Thì muốn làm được vậy mình sẽ sử dụng hai miếng gỗ này, hai miếng gỗ đây mình lót hai đầu của cây này ha nè. Đó anh em thấy không? Nó sau khi mình chỉ cần lấy cây mình kẹp nó qua một bên đó, anh em thấy cái diệp cong của nó đã khác rồi nha anh em. Ha. Rồi bây giờ mình chỉ cần đem lên lửa mình hơi. Thì anh em muốn mà uống được nó thì anh em sẽ chuẩn bị một đống lửa than nha anh em. Đống lửa than nha, đừng lửa ngọn nha anh em. Ở đây mình có đốt sẵn một đống lửa than rồi nè. Anh em thấy không? Đó, thì chuẩn bị lửa than nha anh em, cái lửa ngọn mà mình đốt sợ nó cháy cây ha anh em ha. Lửa than thôi. Mình sẽ uống nó. Cái đống này hồi nãy mình đốt nhiều đó anh em, nguyên một đống than ở dưới đó. Còn này mình mới chắc thêm nè. Thì bây giờ mình sẽ banh cái này ra để mình uống nó. Rồi đây ha anh em. Đó, mình sẽ uống cây như thế này. À, anh em để ý kỹ ha. Nếu mà lửa cháy quá mình sẽ hạ bớt xuống. Hạ bớt lửa nha anh em để nó cháy gỗ của mình nha. Rồi đó, như vậy thôi. Thì anh em đốt một thời gian mà thấy mình sẽ thăm nó nghe anh em. Thăm nó đi, khi mà cái gỗ của mình mà nó trắng rồi đó, coi như là nãy giờ nó đang ướt đó anh em, khi nó trắng là nó sắp khô đó, thấy không? Mình sẽ tiếp tục tưới nước nó. Rồi bắt đầu
vài ba lần như vậy đó, thì mình sẽ xả cái cảo này ra coi cái cây nó nằm im vị trí chưa nha anh em ha. Cái cách này là từ từ thôi. Đây này anh em, anh em thấy không đó, đây này nó khô rồi nè anh em, khô trắng này thấy không đó, thì mình tưới nước lên đây rồi mình tiếp tục mình để lên đây mình uống tiếp nha anh em. Nếu tới đây mà anh em mà lấy tưới nước không thấm đó, mình sẽ lấy rồi lau nha anh em. Rồi đó, như vậy đó, rồi tiếp tục đem lên bếp, tiếp tục đem lên lửa uống tiếp nha anh em. Đó, mình sẽ uống ngay, mình sẽ hơ lửa ngay vị trí mình đặt cái cảo này anh em. Đó anh em nãy giờ thấy cái thấy của mình là mình cảo như thế nào ha anh em, để ý ha. Anh em sẽ làm như vậy. Rồi nếu mà nếu được á anh em phải tăng cảo nó thêm. Thấy không? Tăng cảo nó thêm. Rồi anh em, đó sau khi mình đã uống hồi nãy giờ đó, bây giờ mình sẽ tháo cảo ra cho anh em coi kết quả nha. Như anh em thấy hồi nãy giờ đó ha, giờ mình sẽ tháo cảo anh em sẽ thấy kết quả. Rồi đây ha anh em, đây anh em, đây kết quả sau khi mình uống cây nè anh em, anh em thấy không đó, cái cây hồi nãy là nó cong chữ S mà bây giờ nó là coi như là cũng tương đối là thẳng ok luôn nha anh em. Như vậy là mình xài được đốt cửa rồi ha anh em ha. Đó anh em, hồi nãy anh em thấy cái cây này của mình nè, thấy không đó, hồi nãy anh em thấy cái cây của mình rất là thẳng ha nè, mà cuốn cũng tương đối là thẳng rồi đó, nhưng mà mình thực tế thì ở ngoài á thì mình nhìn nó còn gãy cái góc nhẹ ở trên đầu nó nghe anh em. Bây giờ mình tiếp tục mình làm y chang vậy anh em, tiếp tục mình làm y chang vậy và mình sẽ uống nó lại cho nó thẳng luôn, và sau đó mình sẽ giữ nó nghe anh em. Nó thấy không, rồi mình tiếp tục mình uống cái phần ở trên đây cho nó thẳng ngon lành luôn, rồi bắt đầu mình sẽ nói với anh em cái cách để mà mình giữ cái cây này nó không có bị trả lại ha anh em ha.
xong rồi ha anh em. Bây giờ mình sẽ tháo cái cạo này ra cho anh em coi cái thành phẩm mình sau khi mình đã uống được ha anh em. Đây anh em, đây là cái cây đũa cửa mà sau khi mình đã uống được rồi anh em, thấy không? Đó, mình uống cái đầu đó một khúc và đầu này một khúc nè anh em, thấy không? Đó, và anh em coi nè, thấy không? Cây giờ nó đã khác bọt kia anh em thấy không? Coi như là cũng tương đối là thẳng ha anh em ha. Cây tự nhiên như này như vậy đó là ngon rồi ha anh em. Mình cưa về cây mà được tương đối thẳng như vậy đó đã là ngon rồi phải không anh em? Anh em đó, sau khi mà anh em đã cuốn được cái cây này nè mà nó thẳng rồi đó, nó thẳng như ý muốn của mình rồi ha, anh em sẽ sử dụng một cái cây khác thẳng giống như trong cái đống cây của anh em á. Anh em sử dụng cây nào cũng được miễn là nó thẳng ha. Anh em sẽ kẹp hai cái đầu của nó lại, không cạo hai cái đầu của nó lại và đem phơi cái cây này trong một ngày nha anh em, không tối thiểu là một ngày. Anh em ngon hơn phơi càng lâu thì càng tốt, nhưng mà tối thiểu phải được một ngày nha anh em, tại vì nãy giờ mình nói với anh em là cái cây này là cây khô rồi ha, cái cây này mình cần uống là cây khô rồi, mình ngâm nước vài tiếng nó chỉ là ướt thôi chứ không phải là nó là cây tươi anh em. Ướt thì mình phơi khô nó chỉ một ngày thôi là đã ngon rồi, là mình sẽ giữ được hiện trạng của nó như vậy. Còn nếu mà anh em vừa cuốn xong mà anh em bỏ mà anh em đi xài luôn á, đem cây này vô bào dọn luôn á thì nó sẽ trả lại cái hiện trạng ban đầu của nó nha anh em nhớ ha. Bây giờ mình sẽ kẹp hai đầu của nó và mình đi phơi ít nhất là một ngày. Đó, cạo như thế này nè, sử dụng hai cạo. Cạo như thế này rồi phơi nó trong ít nhất là một ngày rồi bắt đầu mình sẽ đem vô mình làm được rồi nghe anh em ha. Rồi ở đây khi anh em mà uống cái cây, những cái cây cong như thế này nè anh em. Như hồi nãy cách mình hướng dẫn á thì anh em thấy nè, có cái đoạn này nó cong này nè. Thì anh em thấy cái cây nó chiều cong như này nè. Thì mình sẽ hơ lửa ở đây nghe anh em. Như anh em thấy á, mình độn hai đầu nó. Mình độn hai đầu nó và mình kéo cái thằng này lên nè. Kéo thằng này lên cái cây này. Nha anh em, khi mình cặp xuống vậy nè. Anh em thấy cái độ không? Độ hở của nó nè. Thì mình sẽ kéo cái thằng này lên. Nhớ mình và hơ đây nè thì sẽ nó sẽ bẻ cong hai cái thằng này xuống. Thì nó sẽ hiệu quả hơn ha anh em ha. Anh em nhớ lưu ý vậy. Anh em nhớ lưu ý là mình sẽ độn hai đầu của nó và kéo cái thằng này lên nè. Và mình hơ lửa dưới bụng này nghe anh em. Anh em nhớ ha. Hơ lửa dưới bụng chứ đừng bao giờ hơ lửa dưới lưng ha anh em ha. Cái bụng nó teo thôi, cái lưng này nè. Rồi hơ mình kéo lên nè không được ha anh em. Nhớ là hơ lửa cái bụng. Anh em sẽ cạo như mình như thế này ha anh em ha. Đó, nhớ là hơi lửa cái bụng. Bây giờ đó anh em thấy không? Sau khi mình mới vừa để cây vô mình cạo là anh em thấy nó đã sự khác bọt rồi ha anh em ha. Khác biệt với cây hồi nãy rồi. Đó thì nhớ là anh em cái chiều này là cái chiều bụng của nó nè. Anh em có thể cạo lố qua chút xíu cũng được ha. Nó hồi nãy nó cong qua bên đây nè, hồi nãy nó cong cái chiều như thế này. Mà bây giờ nó cong ngược lại luôn rồi ha anh em ha. Mình cạo cho nó hơi lố vậy chút xíu cũng được. Rồi bắt đầu anh em mình hơi lửa. Rồi mình thăm thôi ha. Lâu lâu thì do anh em không tự tin anh em thăm nó, ví dụ nó ngay rồi thì thôi, còn chưa ngay thì tiếp tục tăng cảo cho để mà mình hơ cho nó qua ha anh em ha. Đó, đây là cái cây số 2 mình uống xong nè. Anh em thấy không? Bây giờ nó cũng còn cong nhưng mà nó đỡ đỡ rồi ha anh em. Đó thì có nghĩa là cái cách làm của mình rất là hiệu quả ha anh em ha. Đó, như anh em thấy cái cây hồi nãy nó cong cỡ nào đó. Bây giờ nó đã ngon lành rồi ha anh em. Cỡ này thì mình đi vô máy mình trộn cái sơ là mình xài được rồi ha anh em ha. Đó.
này, cây số 2 đó, còn cây cuối cùng nữa là xong. Vậy thì hồi nãy giờ mình đã chia sẻ với anh em á, cách để mình sửa những cái cây cong hình chữ S sao cho thành cái những cái cây cái thẳng, hoặc là nó sẽ cong vừa phải để mình có thể làm được ha anh em ha. Thì đây là việc thật nha anh em, mình làm, mình đang uống cây của mình luôn nè, và mình chia sẻ với anh em. Thì có rất là nhiều nơi người ta có những cái khung để mà mình uống cây chuyên dụng á, thì mình không có nói nha. Nên cách này mình chia sẻ với những anh em không có những cái khung đó, và giống như mình nè đó, thì không có nhiều cây để lựa chọn đó. Mình cưa cây, mình đi cưa cây về, mình thí dụ như mình xài đổ cửa những cái cây dài như thế này ha anh em ha, thì có những cây cong, tình trạng những cái cây cong như mình quay cho anh em coi đó đó, thì mình sẽ có cách để mình sửa những cây đó lại để mình xài được, chứ mình không phải cần không phải cắt ngắn ha anh em ha. Thì đây là ba cái cây mà mình sau khi mình uống mình sửa xong ha, và mình kẹp như vậy như này mà mình phơi được một ngày rồi nè anh em đó. Thì bây giờ mình sẽ gỡ cái cảo này ra cho anh em coi thành quả của mình sau khi uống và phơi nắng một ngày ha. Đây ha anh em, đó, ba cây này cây nào cũng có dấu hết nè, thấy không, cây nào cũng có dấu hết nè, và mình sẽ để sát lại cho anh em phân biệt được cái cây cái sản phẩm sau khi mình làm xong rồi. Đây ha anh em, đó đây là hiện trạng ba cái cây mà sau khi mình nó uống mà mình phơi nắng được một ngày nè, thấy không, đó anh em, mình anh em nhìn thấy cái nó khác sai với cái hiện trạng ban đầu của nó ha anh em. Đó. Đây anh em, cái chỗ này hồi nãy là cái chỗ đèn thui mà mình quay cho anh em coi đó không, sau khi mình bào xong thì mình dọn xong cái cây này rồi đó, không thì nó cũng còn cái dấu hơi thâm thâm như vậy nè. Thì cỡ này thì mình nếu mà anh em mà muốn trắng luôn á, gần mua tẩy về tẩy trắng cái là xong nha anh em ha. Nó anh em khỏi phải lo cái hiện trạng mà lỡ cái cây của mình bị nám đen ha anh em ha, thì khi mình uống lửa than thì kiểu gì nó cũng phải bị nám đen hết đó, nên khỏi lo cái chuyện đó. Và anh em biết cái cây này cây gỗ đỏ của mình ha anh em, này chứ mình làm cửa gỗ đỏ nè, nó đốm thầm này thì mình cần tẩy trắng cái là trắng hơn em ha, con lành không việc gì phải lo hết ha. Cảm ơn anh em đã xem video tới lúc này nha, nếu mà anh em thấy video của mình hữu ích á thì hãy để lại cho mình một like nha, và có thể chia sẻ rộng ra cho nhiều anh em khác cùng xem để chúng ta có thể tạo ra một cái cộng đồng giúp đỡ nhau trong ngày một nha anh em ha. Anh em nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì hãy ủng hộ mình một nút đăng ký kênh ở đây. Việc mà anh em like, chia sẻ hay là bấm đăng ký ủng hộ mình á là chuyện lòng hoàn toàn miễn phí thôi anh em, và rất nhanh, chỉ cần anh em bấm đây cái là xong rồi, mất chỉ có một giây thôi, nhưng mà đó là niềm động lực rất là to lớn đối với mình. Mình sẽ nhìn theo những lượt tương tác của anh em để làm thêm những video chia sẻ và những kinh nghiệm, những kỹ thuật của mình trong ngày một ha anh em ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.